Tuấn xin được mến chào tất cả mọi người đang xem video trên kênh của Tuấn nha. Thì những giây phút đầu của video, bản thân Tuấn luôn luôn muốn được gửi đến tất cả mọi người lời chúc cho mọi người có một sức khỏe thật là tốt, thật là ổn định để mình đi qua được cái đại hoạn nạn của năm nay nha mọi người. Diễn biến dịch bệnh Covid khá là phức tạp. Còn một lời thứ hai Tuấn muốn gửi đến mọi người là một lời cảm ơn của mình. Rất cảm ơn tình cảm của mọi người đã bấm vô cái video này để coi ủng hộ cho Tuấn. Thì cái video này ngày hôm nay trong cái chuỗi ngày nghỉ dịch Covid thì người vợ của Tuấn lại tiếp tục làm một cái món gọi là cơm cháy nha mọi người. Cơm cháy. Thì trước mặt mọi người đang nhìn thấy đây là một cái dĩa cơm nguội rồi. Thì lát nữa đây Tuấn sẽ quay các bước tiếp theo cho mọi người mình cùng coi để giải trí. Lúc coi video này nếu mọi người cảm thấy yêu thích, yêu mến kênh thì hãy giúp cho kênh của Tuấn phát triển bằng cách là bấm cho Tuấn một đăng ký kênh, một like, một dòng bình luận để góp ý để cho kênh phát triển hơn. Xin cảm ơn mọi người mình rất là nhiều. Tiếp tục thì người vợ của Tuấn sẽ cắt cái màng bọc thực phẩm ra nha mọi người, để cho cơm của mình vô để bọc lại để mình trộn cho nó chắc cái cơm lại với nhau. Thì người thực hiện là người vợ của Tuấn, còn Tuấn chỉ là người quay phim. Tuấn nhìn thấy, Tuấn hiểu biết những gì thì Tuấn sẽ nói lại thôi. Nếu video này có điều gì thiếu sót hay là sơ sót làm mọi người mình coi không hài lòng thì rất mong mọi người mình đồng cảm cho video của Tuấn. Đó nha mọi người, mình bọc cơm ở trong cái màng bọc thực phẩm như đây, rồi sẽ lấy cái cán lăn điều. Một đây là một loại gọi là một cái chày giả ớt, giả tỏi. Dù Tuấn đang dùng con dao thái để chia từng khúc ra để đưa lên chảo chiên nha mọi người. Đó. Cắt ra được từng khúc như đây nha mọi người. Chè của Tuấn sau khi cắt xong được như đây nha mọi người, dễ như đây. Tiếp tục thì sẽ làm nước mắm nha mọi người. Thì trước mắt Tuấn đang thấy là một chai nước mắm, một chai nước tương, rồi đường cho vô một cái chén. Thì làm cơm cháy này thì hình như bản thân Tuấn cũng đã từng ăn cũng khá là nhiều, đang ở trên công ty để ủng hộ cho mấy ông anh bán. Thì cũng có cái vị cay nha mọi người, cay mặn mặn giòn. Giờ Tuấn thì đang tiến hành làm băm ớt ra. Đây là lần đầu tiên mà bây giờ Tuấn thực hiện cho nên không biết cái thành quả có được thành công như mình mong đợi hay không, nhưng mà cũng rất mong là sẽ thành công. Rồi đang làm chén nước mắm. Cho nước từng ớt chiên xù vô.
Rồi tiếp tục cho bếp ga mini ra, cho dầu vô. Bắt đầu chiên nha mọi người. Chờ dầu sôi rồi bắt đầu cho cơm của mình vô nha mọi người. Đó. Thì lần chiên đầu tiên thì giờ có Tuấn đang chiên được như đây nha mọi người. Nó cũng ra bánh cơm cháy rồi đó. Chiên xong rồi bỏ trong cái tờ giấy kìa. Giờ có Tuấn đang chiên những miếng cơm cháy còn lại nha mọi người. Bước chiên giòn là cơm cháy giờ có đúng đạt chiên gần xong rồi nha mọi người. Tí nữa tiến hành bước chiên nước mắm lại nữa. Giờ có đúng mới vừa làm xong cái bước chiên giòn xong rồi nha mọi người. Chiên giòn là cơm cháy. Rồi, tôi nghĩ qua bước tiếp theo là sẽ cho nước mắm vô chảo. Mà chiên bằng nước mắm nữa là chắc là xong phải không em? Bây giờ sẽ đổ nước mắm vô. Rất là nhiều dầu à. Rồi một cái chén nước mắm vô là cái chảo dầu này để cái mùi rất là thơm nha mọi người. Không biết là tí nữa mình bỏ cái cơm khô giòn này vô cái cái sau đây. Rồi thì mình bỏ thêm một chút hành. Hành gì đây em? Hành lá nha mọi người. Ủa mà cái mùi không phải nói là rất là tuyệt vời. Ủa? Không phải cho lên chảo à? Chảo gì? Nó cho lên chảo chiên lại lần nữa. Tuấn đoán nhầm, tưởng đâu là cho lên chảo chiên nhà nước mắm lại lần nữa. Lúc nãy là phi thì nước mắm nha mọi người. Con không em đi làm cơm nè. Được.
quét cái này lên phòng cháy của mình nữa là xong nha mọi người. Đó. Tôi rưới đều lên các cái miếng cơm cháy của mình hết là tí nữa là thưởng thức thôi. Khi mà rưới đều nước mắm lên cái miếng cơm cháy của mình rồi thì người vợ của Tuấn tiếp tục cho chả bông lên nha mọi người. À, mọi người nhìn thấy hấp dẫn không? Đây nha mọi người. Đây là cái thành quả của người vợ của Tuấn làm. Một dĩa cơm cháy. Gọi là cháy hành ớt tỏi luôn. Đây. Đó. Rồi thì bây giờ Tuấn xin mời mọi người mình cùng dùng cái món cơm cháy rang tỏi ớt nha mọi người. Cắn. Đây. Cắn. Không có gì. Rồi Tuấn sẽ dùng. Dạ. Tuấn mời mọi người nha. Này, cầm đi. Dạ. Không có gì. Không. Tuấn mới vừa ăn xong một miếng cơm cháy do người vợ của Tuấn làm đó nha mọi người. Bây giờ quên gửi lời cảm ơn đến đầu bếp người vợ của mình. Đó, cũng đang ăn đó. Giờ Tuấn xin phép được đánh giá cái món cơm cháy này qua tầm tay cùng người vợ của mình làm. Thì nói chung là ngon nhưng mà do lúc mình chế biến nó làm cái miếng cơm cháy mình nó hơi dày mọi người. Đó. Ăn nó không có được giòn tan cho lắm. Thường thì Tuấn ăn của bên cơm cháy của họ bán thì người ta làm rất là điêu luyện, rất là mỏng. Nhưng đây là lần đầu tiên làm mà được như vậy là cũng đạt rồi. Rồi mọi người mình nào coi thấy ngon thì trong cái đợt dịch này mình rảnh rỗi thì mình làm theo. Để cùng ăn cho khuây khỏa cái không gian nó buồn bã của trong thời gian nghỉ dịch này nha mọi người. Thì đến đây cũng hết cái nội dung của video mà Tuấn muốn chia sẻ đến mọi người mình. Tuấn xin được kết thúc cái video này ở đây. Hẹn được gặp lại mọi người ở những video lần sau ạ.